cho các bạn đã quay trở lại kênh channel của mình thì mình vẫn là tại trên đây. Ok, thì ở trong clip này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái cách để mà anh em có thể làm tiết kiệm hơn trong cái việc làm mua thẻ Gaina nha. Thì đó là cách gì? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ lại cho anh em á cách để mà mua thẻ Gaina 20k với giá là 16k nha. Thì không biết là có anh em nào biết chưa, thì nếu mà anh em biết rồi thì anh em có thể là bỏ qua clip mình. Mình chỉ chia sẻ cho những bạn mà chưa biết thôi. Thì anh em nào mà thấy clip mình hay thì nhớ like và chia sẻ mà cho nhiều người khác cùng biết nha. Thì mình đã chia sẻ cho anh em biết rồi, thì tức là mình đã muốn cho anh em biết rồi, mình muốn mang đến cho anh em những cái mà anh em chưa biết. Thì anh em cũng có nghĩa vụ là chia sẻ cho mọi người cùng biết nha. Thì đầu tiên thì anh em phải đáp ứng cho mình, đó là anh em phải có cái ví Zalo Pay, đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai thì anh em phải tải cái app Lazada về, với lại là anh em phải có cái tài khoản trong Lazada nha. Thì ok, mình sẽ vào cho anh em xem cái ví Zalo Pay của mình. Thì tất nhiên á là anh em phải đủ cái số dư trong cái ví Zalo Pay mới được nha. Ví dụ như là anh em muốn mua thẻ Gaina 20k thì anh em phải là trong tài khoản của ví Zalo Pay của anh em thì phải đủ là 20k. Còn anh em muốn mua thẻ 50 thì anh em phải có đủ là 50k nha. Ok, mình sẽ cho anh em coi số dư của mình. Thì số dư của mình thì tầm khoảng là 20 mấy k thôi, vừa đủ để mà cho cái sự kiện là mua, khá đơn giản thôi. Thì vừa đủ là được rồi. Nhưng mà có một cái lưu ý trong cái lần này á, là anh em chỉ có thể là giảm tối đa là 20% thôi. Giảm 20% là anh em chỉ mua giảm giá được cho thẻ từng hoặc là thẻ Gaina 50k. Thì khi mà anh em mua thẻ từng á là chỉ giá 50k đúng không, thì anh em sẽ được giảm giá, nó chỉ còn là anh em mình nhớ là 40k mà thôi. Thì tức là thẻ từng anh em giảm giá 20% chỉ còn 40k mà thôi nha. Thì đầu tiên là mình sẽ cho anh em xem số dư của mình là 24.000 nè. Đó, anh em thấy không? Đầu tiên là cái Zalo Pay thì hôm bữa mình có chia sẻ anh em cách để mà kiếm 100k trên quý Zalo Pay á. Thì mình có một cái group, đó là một cái group săn thẻ Gaina. Thì anh em có thể là tìm link dưới video của mình để mà anh em xin vào cái group này. Thì group này anh em cũng được 24 thành viên rồi, thì anh em cũng rất là nhiệt tình luôn. Thì rất là nhiều bạn muốn vào group này mà giúp đỡ lẫn nhau, mà săn thẻ này kia hỗ trợ nhau. Thì nếu mà anh em có nhu cầu muốn vào á thì anh em cứ bình luận cho mình, hoặc là anh em có thể là bấm vào trực tiếp cái link mà dưới phần mô tả mình để dưới á, thì anh em có thể bấm vào nha. Ok, thì trở lại với vấn đề chính, thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái bước thứ hai, chính là tải cho anh em mình cái app Lazada về, và sau đó là đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc là Zalo nha. Mình sẽ nói bằng số điện thoại hoặc là cái email. Thì nếu mà anh em nào không có muốn mà số điện thoại bị người ta khác biết á, thì anh em có thể đăng ký bằng email cũng được, thì nó không quan trọng. Thì chỉ cần anh em có đăng ký tài khoản của Lazada là được, ok rồi. Ok, thì khi mà anh em vào trong Lazada thì thứ nhất á, anh em để cho mình đó là phần flash sale. Thì mỗi ngày sẽ có một cái phần sale thẻ cào điện thoại bất kỳ, thì từ 5.000 cho tới là dưới 9.000 đồng. Thì mỗi thẻ điện thoại 10.000 á thì nó sẽ sale giá rất là rẻ. Thì bình thường anh em mua cho thẻ cào ở ngoài thì nó không được như thế này đâu. Thì những thẻ cào này anh em cứ yên tâm là anh em mua xong rồi anh em chỉ cần nhận thẻ mã thẻ qua bên cái phần một chat Lazada thôi. Một tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho anh em sao. Thì thứ nhất á, khi mà anh em mua vay nữa là anh em mua thẻ Gaina với giá là 16k mà mệnh giá của nó là 20k, thì anh em chỉ cần bấm cho mình cái phần mà kéo cái phần này nha. Thì anh em kéo phần trên đây giúp mình nha, phần mà đây Ratmon với lại ghẻo vô đói á, thì anh em kéo qua em bấm cho mình đó là phần nạp thẻ và e voucher, thì anh em bấm vào nha. Ok, thì nếu mà cái phần mà này á nó có sale thì cái phần dưới đây á nạp điện thoại nè thì nó sẽ giảm giá cho mình trực tiếp luôn. Nhưng mà mình không có đề cập với vấn đề này, thì anh em sẽ kéo xuống phần dưới đây, em kéo xuống đây nha. Đây anh em kéo xuống đây nè, cái phần mà nạp thẻ điện thoại thẻ game giảm ngay 20% á, em bấm vào cho mình nha. Thì đó chính là cái phần này, thì nó chỉ giới hạn cho chúng ta là giảm tối đa là 10.000 đồng thôi, không biết là phải 10.000 đồng không. Thì mình sẽ cho anh em xem. Thì nạp game nè, mình sẽ bấm vào phần nạp game nha anh em. Thì có bốn cái dấu chấm dấu tròn nè, anh em sẽ bấm vào phần nạp game nha. Thì mình đang mua game, hoặc là anh em có thể là nạp điện thoại cũng được. Sau đó thì anh em bấm vào cái phần bộ lọc cho giúp mình, bấm vào bộ lọc để mà anh em lọc ra cái phần thẻ Gaina nha. Đó, thì em bấm hoàn thành. Thì bây giờ thì anh em chỉ cần việc là lựa thôi. Thì anh em lưu ý giúp mình á là trong cái tài khoản Zalo Pay của anh em thì phải đủ cái số dư thì anh em mới mua được nha. Ok, mình thấy là cái thẻ Gaina 20k này chỉ giá là 19.799 đồng, thì mình sẽ mua thẻ này nha, để xem là mình mua thẻ 20k với giá là bao nhiêu tiền nha. Ok, mình sẽ bấm mua ngay. Thì khi mà nó yêu cầu em nhập số điện thoại thì em chỉ cần nhập số điện thoại của em vào thôi. Ok, đơn giản mà. Sau đó thì em bấm xác nhận. Ok, thì khi mà em vào đây rồi á
thì nó sẽ để chọn phương thức thanh toán. Thì đầu tiên thì nó sẽ không để như thế này đâu, nếu mà anh em không đủ tài khoản trong ZaloPay á thì sẽ không có, nó sẽ không có ưu tiên cho anh em là thanh toán qua ZaloPay, mà nó sẽ ưu tiên cho anh em trước là ví Zalo, ví Momo nha. Thì nói chung là cái ví nào của anh em đủ số dư thì nó sẽ thanh toán qua ví đó, nhưng mà chỉ duy nhất là thanh toán qua ví ZaloPay thì nó mới là giảm 20% thôi, và tối đa là 10.000 đồng. Tức là anh em mua một cái thẻ từng trị giá là 40.000 đồng á, ở 45.000 đồng á, thì khá là hời. Ok, thì mình sẽ coi cái phần tổng cộng như phí giao hàng nè. Thì chúng ta sẽ được giảm tổng cộng là 3.960 đồng, gần 4.000 đồng nha anh em. Thì tức là giảm 20% của 20.000 đó thì nó sẽ là 15.000, còn là 15.839 đồng. Thì mình sẽ bấm là đặt hàng nha. Ok, thì sau khi bấm đặt hàng xong thì nó sẽ thanh toán trực tiếp cho anh em luôn, với điều kiện là cái số dư của anh em đủ. Thì khi mà thanh toán xong á thì anh em chỉ việc là qua cái phần một chat của Lazada, trong cái shop này thì anh em chỉ cần nhận cái thẻ cào đó thôi. Đây, khi mà anh em thanh toán xong thì chúng ta sẽ nhận được cái là một 10 xu với lại cái phần thanh toán. Thì chỉ cần anh em qua, nếu mà anh em muốn nhận mã thẻ thì anh em chỉ cần qua cái phần một chat Lazada thôi, mình sẽ qua trực tiếp cho anh em xem luôn. Được rồi, ok, mình sẽ ra cái phần này nha. Thì anh em bấm trở lại hết cho mình, sau đó thì anh em ra phần này nè. Ok, khi mà anh em đặt hàng xong á thì anh em vui lòng mà chờ shop giao trong vòng là 1 tiếng cho đến là 4 tiếng đồng hồ nha. Thì chỉ là trong vòng 1 ngày thì shop sẽ giao cho mình nha. Thì hiện tại là shop vừa mới phản hồi cái đơn hàng của mình. Đây, thì đây là một chat Lazada của shop. Thì lúc nãy á, mình đã đặt hàng cái thẻ Gala 20 thì từ lúc mà 7:33, bây giờ là 8:41 thì tầm hơn là hơn 1 tiếng đồng hồ. Thì là 1 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà nó khá là rẻ hơn so với bình thường. Thì đây là cách mình muốn giới thiệu cho anh em, nếu mà anh em nào tin tưởng mình cũng như tin tưởng shop thì có thể là lên đây mua nên với giá là 16.000 đồng với một cái thẻ Gala 20k. Nhưng mà anh em nào không tin tưởng thì thôi nha, thì anh em không tin tưởng thì đừng nên thử, tại vì không tin rồi thì anh em thử cũng vô ích thôi. Bây giờ mình sẽ nhập cái mã nạp từ cái tin nhắn của shop gửi cho mình để mà mình lên nạp thẻ cho anh em mình nạp nha anh em. 31466 1196. Thì mình làm trực tiếp cho anh em xem, nếu mà cái nào không được thì anh em có thể phản hồi cho mình. 20 83251 83251 31466 1196 2083 253 251 nha. Ok, mình sẽ copy tất cả cái này lại, sao chép nè. Sau đó mình sẽ lên nạp thẻ .vn nha anh em. Thì mình làm trực tiếp xong rồi mình test trực tiếp cho anh em xem luôn, thì em có thể xem làm đúng hay không nha. Thì đây cái trang của cái shop này không có liên quan gì tới mình hết trơn á, mình chỉ đơn giản là thấy nó nạp rẻ rồi uy tín nên mình nạp thôi. Thì nếu mà anh em muốn á thì mình sẽ hoặc mình sẽ truy cập vô cái shop để cho anh em xem là shop này có mức độ uy tín như thế nào nha. Thì muốn shop có uy tín hay không á thì anh em chỉ cần vào cái trang chủ shop theo xem cái lượng người theo dõi, kèm theo đó là cái mức độ uy tín và cái tỷ lệ phản hồi thì anh em sẽ biết thôi. Ok, mình sẽ nhập ID của mình vô 0073724294239. Sau khi mà nhập ID xong rồi, anh em nhớ là kiểm tra kỹ cái tên của mình nha, cho chừng anh em nhập sai một số thôi á thì nó sẽ là thành tên của người khác rồi. Ok, Otajin, đúng rồi, mình sẽ nạp bằng thẻ Gala nha. Sau đó thì anh em chỉ cần bắt cái mã thẻ lúc nãy vào đây thôi, rồi nó xác nhận. Đây, giao dịch thành công nha anh em. Sản phẩm được chọn là 111 kim cương. Ok, thì mình đã hướng dẫn cho anh em xong cái cách để mà mua thẻ Gala 20k với giá là 16.000 đồng trên Lazada và thanh toán bằng ZaloPay. Thì mình sẽ vào chỉ gặp cái shop này cho anh em xem. Thì mình biết cái nào thì mình cho anh em xem cái đó thôi. Mình đã theo dõi cái shop này rồi, 95% giá tích cực, tức là shop này mức độ uy tín là 95%. Mình nghĩ 5% còn lại là do phản hồi hơi lâu thôi, cũng không có gì hết trơn á. Ngoài ra thì đây có một số thẻ cào có thể là rẻ hơn so với ngoài bình thường. Thường thường ở ngoài á là đây, ví dụ như cái này, thẻ cào Viettel với giá là 44.000 đồng, 44.500 đồng, khá là ok đó chứ mọi người. Thẻ cào Viettel 200k trị giá là 178.000 đồng và 100k là 88.500 đồng. Ok, thì đó là phần mà mình hướng dẫn cho anh em cách mua thẻ cào với giá là ưu đãi nhất. Ok, thì nếu mà cảm thấy hay thì đừng quên là để lại một like, một cái kênh cũng như là một share cho nhiều người khác biết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye bye.